chúng ta ở biển thì trong cái dịch lạc ấy, sau khi mà đã được lạc vào cầu thận rồi thì nó sẽ xuống ống thận và tại đây nó diễn ra sự tái hấp thu của trong cái ống thận đấy. Thì cái cơ chế mà tái hấp thu ấy là dựa trên cái sự vận tải tích cực và sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. Nó trải qua các cơ chế như sau, lần lượt các cơ chế là đầu tiên là tại cái ống lượng gần. Ống lượng gần thì nó sẽ ống lượng gần nó sẽ tái hấp thu các phần lớn nước, đúng không? Ion Na cộng và các chất khác. Chúng ta sẽ có các kiểu tái hấp thu K cộng là nó dựa trên sự tái hấp thu hoàn toàn. Tái hấp thu Na cộng nữa. Tái hấp thu Na cộng. Thì đối với tái hấp thu Na cộng thì 90% ion Na cộng sẽ được hấp thu ở ống lượng gần thông qua các cơ chế vận tải tích cực. Ngoài ra nó còn tái hấp thu ion HCO3 trừ, ion thì cái ion HCO3 trừ ấy được hấp thu một cách gián tiếp chứ không phải là được hấp thu một cách trực tiếp nữa. Nên nhớ là gián tiếp. Và thông qua nó thông qua cái gì? Nó thông qua CO2 theo con đường là trao đổi ion. Và tại đây nó cũng hấp thu thêm đường glucose nữa. Đường glucose sẽ được hấp thu hoàn toàn ở đây thông qua cái cơ chế là vận tải tích cực, và nó sẽ nhờ các chất tải chung trong cái kênh natri này. Đấy. Tại quai helen, tại quai helen thì tại quai helen ở cái quai helen xuống ấy, thì nó chỉ có nước được tái hấp thu thôi, trong khi ion Na cộng lại được hoàn toàn bị giữ lại trong cái dung dịch ở lòng ống ấy. Ion Na cộng trong lòng ống sẽ được dẫn đến chóp chóp quai, đúng không? Đạt đến cao nhất. Đấy. Thì đó là quay lên xuống. Quay lên xuống thì nó chỉ giữ lại. Giữ lại ion Na, Na cộng. Còn quay helen lên thì nó như thế nào? Quay helen lên thì nó chỉ có ion Na cộng được thấm qua dịch ngoại bào thôi. Còn nước thì bị giữ lại hoàn toàn. Tại cái quay helen lên này. Thì nước sẽ bị giữ lại hoàn toàn. Tuy hai quá trình hấp thu này là hai quá trình lên và xuống nó ngược nhau, xong nó lại thúc đẩy và nó hỗ trợ nhau cùng hấp thu, và nó giúp quá trình tăng tái hấp thu nước ở ở trong 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 ống thận. Đấy. Tại ống lượng xa thì ở cái phần đầu của ống lượng xa ấy, quá trình nó hấp thu các chất giống như quay lên lên thôi. Có nghĩa là nó chỉ hấp thu Na cộng, đúng không? Mà nước nó giữ lại. Ở phần sau ống lượng xa ấy, thì quá trình tái hấp thu nước các ion diễn ra rất mạnh. Tại đây nó sẽ hấp thu nước, dịch lọc sẽ chảy đến phần loãng đi nhiều do sự chênh lệch của áp suất thẩm thấu ở dịch ngoại bào tăng lên, và nó sẽ diễn ra là ở cái phần sau ấy nó sẽ tái hấp thu ion Na cộng và Cl trừ. Đối với ion Na cộng ấy thì nó được tái hấp thu qua cơ chế tích cực và có sự tham gia hoạt động của hormone aldosterone. Còn ion Cl trừ nó giống như ống lượng gần, đúng không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó hấp thu phần lớn nước ion Na cộng và các chất khác. Và chủ yếu là nó sẽ hấp thu ion Na cộng. Đây. Chúng ta nhớ đây. Ở phần sau ống lượng xa, đúng không? Thì nó sẽ tái hấp thu nước.
không ạ? Đối với phần đầu thì y ông C là trừ ra theo y ông NA cộng do quá trình vận tải tích cực. Tại White Helen, cái phần này đã được nói ở trên rồi. Đó. Thì nó hấp thu nước. Đấy. Và nó tái hấp thu NA và CL trừ. Quá trình bài tiết thì nó bài tiết ra K cộng. Và nó sẽ bài tiết ra NH3. NH3. Đây cái quá trình bài tiết đây. Bài tiết thì khi nồng độ kali trong máu nó sẽ tăng cao đúng không? Thì lượng kali thừa ấy sẽ được bài tiết ở ống lượng xa như sự điều hòa của electron nhờ cơ chế là thải chung và ngược chiều với Na cộng. Bài tiết Na3 thì Na3 được bài tiết trong lòng ống nhờ vào hòa tan lipid bên trong màng. NH3 kết hợp với H cộng và nó tạo ra NH4 để thải qua nước tiểu. NH3 bài tiết được bài tiết trong lòng ống nhờ vào hòa tan lipid trong trong màng. Ở cái phần tiếp theo là tại ống góp. Tại ống góp thì đây cái ống góp đây. Ống góp đây. Quay lên đây. Ống lượng xa đây, ống lượng gần đây. Đấy. Còn cái sơ đồ của nó là ở đây. Quay lên nó có hình chữ U đây. Nhánh xuống, đây là cái nhánh lên của nó. Ống góp nó đi qua cái quay lên này. Quá trình nó sẽ đổ từ ống lượng gần xuống nan portman rồi xuống quay lên rồi lại đi lên trên này. Cái đây là ở phía bên trong cái đơn vị thận các bạn nhá. Còn bên trong ống thận nó lại khác. Bên trong ống thận nó lại khác so với quá trình này. Tuy nhiên tôi dùng cái hình này là để cho các bạn dễ hình dung được hai quá trình ở phía bên trong này nó cũng tương tự. Còn cái cuối cùng là nó sẽ tích tụ nước tiểu ở bàng quang và sẽ thải nước tiểu ra ngoài bên trong cơ thể. Thì nước tiểu sẽ được hình thành liên tục qua ống góp và nó đổ vào bể thận, đúng không? Nhờ cử động nhu động của hai niệu quản, nước tiểu sẽ dồn và tích lại bên trong bàng quang đấy. Thì cổ bàng quang nó sẽ có hai cái vòng cơ nó co thắt, và vòng cơ đó là vòng cơ trơn và vòng cơ vâng. Vòng cơ trơn và vòng cơ vâng. Vòng cơ trơn thì nó chịu áp suất là chịu được áp suất khoảng 15 cm nước. Vòng cơ vâng thì nó chịu được là khoảng 70 cm nước đấy. Rồi, ok. Thì ở trong bài này chúng ta lưu ý điều gì? Sự hấp thu trong ống thận. Thì sự hấp thu trong ống thận cũng tương tự như trong cầu thận thôi. Đấy. Nó cũng trải qua quá trình ống lượng gần, ống lượng xa, quay Helen và ống góp. Nó trải qua đối với ống lượng gần thì nó sẽ tái hấp thu nước một cách tái hấp thu K cộng một cách hoàn toàn. Đấy. Còn HCOA và thì nó được hấp thu một cách gián tiếp. Đường thì nó sẽ tái hấp thu một cách hoàn toàn luôn. Đấy. Tại Y-Helen, tại Y-Helen thì đối với Y-Helen xuống thì Na cộng sẽ hấp thu một cách hoàn toàn. Đối với Y-Helen lên thì chỉ có ion Na cộng được thẩm thấu qua thôi, đúng không? À, nhầm nhầm
đối với Wayland xuống thì NA cộng sẽ bị giữ lại, đối với Wayland lên thì NA cộng sẽ được thẩm thấu qua dịch máu bào. Đấy. Tại ống nước xa thì đối với phần sau thì nó sẽ tái phun nước, phần đầu thì phần đầu thì nó sẽ như thế nào? Tại ống nước xa thì phần phần đầu ấy các bạn hãy nhớ là nó giống như quay lên lên. Đấy. Nghĩa là nó cũng chỉ có hấp thu được NA cộng thôi, còn nước nó sẽ giữ lại. Tại quay Helen thì nó sẽ tái hấp thu nước, dịch lỏng sẽ chảy đến phần đã loãng đi nhiều, chênh lệch áp suất thẩm thấu với dịch ngoại bào tăng lên, đấy nó tái hấp thu NA cộng và CL trừ. Còn cái quá trình bài tiết ấy, tại cái ống lượng xa ấy, thì nó sẽ bài tiết K cộng, bài tiết K cộng, đúng không? K cộng nó sẽ khi mà cái nồng độ kali trong máu nó tăng cao lên ấy, thì lượng kali thừa sẽ được bài tiết qua ống nội xa dưới sự điều hòa của ETS như một cái hormone, và bài tiết NH3 sẽ được bài tiết trong lòng ống nhờ hòa tan lipid màng. Tại ống gót thì nó xảy ra quá trình hấp thu nước và UG là chính. Đấy. Cuối cùng là nó chảy về bàng quang. Bàng quang thì ở đây xuất hiện hai cơ, cơ trơn và cơ vân. Cơ trơn thì chịu được áp suất là 15 cm nước, đúng không? Cơ vân thì áp suất là 70 cm nước. Đấy. Và ta sẽ kết thúc cái bài tìm hiểu về sự tái hấp thu trong ống thận trong cái hệ bài tiết tại đây.